Các bác, hôm nay giới thiệu với các bác cái âm ly mini để đánh súp. Đây nha, rất là nhỏ gọn, mini đánh súp bác nha. Giá của nó là 350.000. Các bác về các bác ép cái súp hơi, đánh súp hơi. Hoặc là bây giờ em hay đóng là đóng súp hơi rồi sau đó thì dùng âm ly rời như này, chứ không gắn mạch trực tiếp vào trong súp, thì dùng ở ngoài nó sẽ bền hơn, âm thanh nghe hay hơn. Đây các bác nha. Cái âm ly súp đánh súp này em đang ghép với súp 30. Cái này vốn em làm ra để đánh súp 20 các bác nha. Để ghép với súp 20 để làm súp điện, nhưng hôm nay em thử với súp 30 và súp 20 luôn. Hiện nay thì các bác nghe nhạc cái đang đánh súp bằng cái mạch này. Còn đang lấy đường âm thanh từ cái mạch dưới này các bác nha. Bây giờ em tắt súp đi này. Đấy, tắt súp đi. Lưu ý là các bác nghe súp thì các bác nghe bằng tai nghe hoặc loa vi tính nhé các bác nha. Nghe loa điện thoại thì không thể hiện được tiếng súp đâu. Đấy, hôm nay sẽ thử cái âm ly súp mini này. Đánh súp 30. Các bác đeo tai nghe và cảm nhận nhá. Cái này là bật tắt luôn, vừa volume vừa bật tắt luôn. Các bác về các bác lấy tín hiệu từ nguồn phát, từ đầu đĩa hoặc điện thoại, các bác kết nối vào đây rồi đánh ra súp hơi. Mời các bác nghe thử nhá. Các bác thấy nó ui không? Đấy, tắt súp đi nha. Chân rất là đẹp nha. Bật súp này nè. Nghe nó khác hẳn các bạn. Tắt súp. Đấy, các bác nghe nó khác hẳn luôn đúng không? Bật súp này. Sẽ gắn với cái súp 20 dưới này các bác nhá, để xem là các bác cảm nhận xem như thế nào. Súp 20 vừa lấy là ghép với súp 30 côn 51 từ kép 14-15 nhá các bác nhá. Bây giờ ghép với súp 20, mời bác nghe thử.
tiếng súp không nhá. Mở tiếng hát này. Nghe tiếng súp không này. Nghe tiếng súp không nha bác nhá. Mở nhạc. Chào các bác nhá, các bác mua hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866, gọi điện hoặc nhắn tin. Các bác mua hàng thì vui lòng thanh toán trước 20.000 hoặc 50.000 bằng thẻ cào Viettel các bác nhá. Chào các bác.